không ngờ cái khu này bây giờ nó lại phát triển rất ok đẹp rất tiềm năng thứ nhất là nó gần biển thứ hai là nó gần cao tốc thì sài gòn mình chạy ra đây chỉ cần hai tiếng rưỡi là mình có mặt rồi ở trong cái vùng đất bình thường đặc biệt là cái xã hòa thắng này sau này tiềm năng phát triển rất tốt Hello, xin chào cả nhà, lại là Phi đây. À, vị trí của Phi đang đứng đó là một khu vườn xanh, Tommy Farm nằm ở trong khu farm dưới lưới hồ Thắng cả nhà nhé. Thì hôm nay uh, Phi xin mời cả nhà mình đi dạo một vòng ở tại khu farm này. À, hiện tại thì uh, đã được uh, anh chủ làm đẹp ha. À, một người thành phố Hồ Chí Minh đi ra đây tô đẹp cho hồ Thắng Bình Thuận đó cả nhà. À, mình nhìn thấy không? À, rất là nhiều các cái mảng xanh. À, đây là một cái khu anh sẽ tạo thành ở đây là một cái khu vườn trung tâm. À, đây, đây là cái khu vườn trung tâm này cả nhà, à, để cho con vợ con đồ về chơi. Và vị trí ở này mình cách biển chỉ có 12 km và hiện tại bây giờ thì xe gia đình mình đang là phổ thông rồi, thì cái vấn đề mình đi xuống biển nó không còn gọi là cái quá xa so với những cái vị trí như thế này. À, và cái mảng xanh đặc biệt nhất là ở tại Bình Thuận này à, phủ xanh được như thế này, đây là một cái điều quá là tuyệt vời. Rồi xin mời mình chuyển qua camera sau để cho mình xem uh, rõ hơn về cái khu này ha cái uh, nhu cầu và cái tiêu chí của cuộc sống của người uh, càng ngày hướng tới về cái thiên nhiên cho nên là những cái khu vườn uh, cách xa trung tâm uh, không quá 2,5 giờ lái xe như là một cái khu vườn này uh, sẽ là một trong những cái mô hình rất là thịnh vượng trong cái thời gian tới uh, với những ngôi nhà tròi và trong này thì anh đã trồng về cái uh, khu bắt đầu là trồng về phăm nho này cả nhà uh, Đây là những cái bụi nho ha và khu này gọi là uh, vào để nuôi cá hệ ừ, thống ở đây thì gọi là nuôi cá lấy phân để tưới cho những cái cây trồng trên này à, bắt đầu đi tô đẹp làm đẹp là cây bưởi mai à, và đây là một cái khuôn viên à, khuôn viên à, với cái thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố hồ chí minh cả nhà mình có thể đi trên tuyến cao tốc dầu dây Hồ Chí Minh à, tiếp giáp với tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết. Mình đi thêm đoạn đường là à, 200 km à, là mình sẽ tới được vị trí này và khoảng thời gian mình di chuyển là 2,5 giờ lái xe. À, khu farm dưới lưới Hòa Thắng thì à, với à, quy mô là hơn 2.000 hecta. Hiện tại thì tọa lạc tại cung đường tỉnh lộ 76. Đây là cái tuyến đường chính kết nối giữa bên à, à, trung tâm à, à, mình đi về biển và đi về bên à, thị trấn Lương Sơn và kết nối đi về bên à, Đà Lạt. À, ở những cái vị trí này thì mình có thể đón đầu được ba lượt khách, Đó là lượt khách từ thành phố hồ chí minh, lượt khách từ trung tâm đà lạt đi xuống khi về biển và lượt khách thứ hai đó là từ à, miền trung à, đi vào à, gia nha trang ha. đó Thì những cái mô hình như nhà vườn mình thấy những cái khu vực như thế này á, thì sẽ à, rất là được ưa chuộng ở tại khu họ thắng này như là các mô hình đã triển khai thành công à, như là bên à, VV farm này đó là những cái farm nho à, hiện tại ở khu vực cầu trắng và khu uh, My An Farm, uh, khu bầu trắng garden, à, đây là những cái điểm mà vừa kết hợp với lại homestay, à, điểm check in. À. Rồi đây là vị trí à. mình vừa kết hợp mình uh, nuôi cá và mình uh, mình uh, nuôi cá ở đây ha, à, nuôi cá và lấy phân cá để mình tưới cây luôn thì uh, rất là tốt đó cả nhà. <laughs> hôm nay thì uh, Phi ra cùng với lại uh, một anh uh, một người anh cũng giống là một nhà đầu tư à, đã đi cùng với Phi từ uh, năm 2019 tới giờ đây là một người anh cũng như một vị đầu tư hôm nay uh, đi uh, tham quan ở tại uh, vị trí của khu này uh, mời anh phát biểu cảm nghĩ ở tại đây thứ uh, về một nhà đầu tư uh, làm như thế này anh thấy như thế nào không ngờ cái khu này bây giờ nó lại phát triển rất ok đẹp rất tiềm năng thứ nhất là nó gần biển thứ hai là nó gần cao tốc thì sài gòn mình chạy ra đây chỉ cần hai tiếng rưỡi là mình có mặt rồi ở trong cái vùng đất bình thường đặc biệt là cái xã hòa thắng này sau này tiềm năng phát triển rất tốt rồi à, cảm ơn anh rất là nhiều À, đây là cũng là một người anh cũng uh, đã đi theo chân dưới uh, phi à, cũng đã đầu tư rất nhiều ở khu vực này và hiện tại thì anh cũng đang uh, sở hữu cũng uh, có sở hữu đất ở đây cũng rất là nhiều đó cả nhà ở trong khu vực này à, đây là một cái quả mít uh, mình gọi là được hái tại vườn ở tại khu farm dưới lưới hòa thắng này ha à, một cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà có được những cái nhà vườn như thế này mình trồng được uh, ít vài cây ăn trái và sau đó tầm khoảng cỡ hai ba tuần gì đó thì một tuần hai tuần mình đưa cùng gia đình tới đây để về trải nghiệm à, mít ở này là mít thái nha cả nhà rất là ngon à, rất ngon này cả nhà cái muối rất là đẹp và rất là ngon đó. ở đây à, anh chủ đã trồng được xoài nè à, mít nè à, nhãn nè mận nói chung là dừa nữa thì trong tầm khoảng cỡ qua năm sau thôi thì mời cả nhà mình tới đây mình sẽ thưởng thức được những cái vị trí này vừa có táo rồi đầy đủ hết cả nhà đó đây có phải thực sự là cuộc sống mà cả nhà mình muốn hướng tới sau này hay không nếu như ở thành phố mà nó ngột ngạt quá thì uh, di chuyển chỉ 2,5 giờ lái xe và hiện tại bây giờ mình đi toàn là cao tốc hết rồi. Thì đây quả thực là một cái mà cuộc sống của mình cần phải hướng tới sau này. Uh, mình muốn nghỉ ngơi uh, cùng với gia đình. Mình muốn cho con mình uh, trải nghiệm về những uh, loại trái cây thực tế. Uh, mà không cần phải uh, đi mua hay này kia thì con cái nó sẽ biết được nhiều hơn thì uh, hãy đến với khu farm dưới lưới Hòa tháng này. Đây là một cái vị trí rất thích hợp để cả nhà mình có thể vừa uh, làm một khu nhà vườn vừa làm farm và trồng được những loại cây ăn trái thích hợp nhất. Rồi xin nhân thành cảm ơn cả nhà. Bye bye. Ở tại vị trí uh, khu farm dự lưới Hòa Thắng này. À, anh cũng uh, khảo sát một cái khu vực uh, vòng quanh ở đây. À, đây là tổng thể của cái tổng khu. Cả nhà mình uh, xem những cái video của phi thì sẽ thấy được rằng là những cái khu vực uh, phi làm uh, gọi là khu farm Hòa Thắng là đây này cả nhà. À, hiện tại thì Bắc Bình thì ấu oh, oh, cá này. Quá trời cá luôn cả nhà. Oh. Wow. tuyệt vời ha. Đó. À, anh. Thì cái bạc nó hơi trợt á. Thì hiện tại thì Bắc Bình sẽ có ba cái xu thế chính đó là thu hướng à, nông nghiệp theo công nghệ cao và à, du lịch nghỉ dưỡng à, cộng với lại năng lượng sạch. À, năng lượng sạch ở đây là bao gồm có năng lượng mặt trời và năng lượng điện gió là sẽ được chú trọng và đầu tư ở tại huyện Bắc Bình này. Thì à, Bắc Bình thì cũng đang khuyến khích về những nhà đầu tư làm như dạng những mô hình như thế này kết hợp vừa nhà vườn nghỉ dưỡng homestay và rất cần về những nhà đầu tư về Bình Thuận để vực dậy một cái khu vực mà hiện tại cách xa thành phố nó chỉ có 2,5 giờ lái xe thì trong một cái tương lai về lâu về dài thì những cái giá trị bất động sản mà ở những cái khu vực mà chỉ có 2,5 giờ lái xe như thế này thì sẽ được khai thác rất là tốt. Và, và đặc biệt nhất nữa là Bình Thuận là có một cái tuyến cao tốc à, rất là dài và à, có tới 7 cái điểm xuống nút giao cao tốc. Thì chưa có một uh, cái tỉnh nào à, trong cái uh, hành trình tuyến cao tốc Bắc Nam mà có tới 7 lối xuống đó cả nhà. Thì chỉ có duy nhất ở tại một tỉnh Bình Thuận. Và đặc biệt nhất là ở Bình Thuận có tới 3 cái điểm, à, 3 cái nút giao à, điểm xuống. Vừa là điểm xuống vừa là nói thẳng về Tây Nguyên, thông Tây Nguyên. Đó là quốc lộ 55. À, mình có thể đi về La Ghi và đi về bên... Uh, À, đất nông đắk lắk và điểm thứ hai đó là quốc lộ 28 là mình sẽ đi về bên đèo nhau qua đèo giao Bắc đi về bên à, di linh à, di linh lâm đồng và đi về bên Đất nông đắk lắc vẫn được à, và điểm thứ ba đó là điểm quốc lộ 28 mươi tám b à, là điểm nút giao lương sơn Tài ninh đây là điểm chính đi là lên đà lạt à, và hiện tại bây giờ đây cũng là cái nút giao mà à, rất là nhiều à, du khách cũng như nhà đầu tư lựa chọn cái hướng đi này À, để đi lên Đà Lạt và đi về bên biển à, họ thánh mùi Né à, Phan thiết Bình Thuận cả nhà nhé à, thì Bình Thuận đây là một trong những cái cơ hội hiện tại bây giờ thì à, rất tốt để cho cả nhà mình đầu tư à, xuống tiền ngay tại thời điểm bây giờ à, với những cái vị trí cự ly cách thành phố chỉ có 2,5 giờ lái xe mà hiện tại giá trị bất động sản ở những cái khu vực như thế này à, có mức giá bán từ chưa tới 500.000 đồng trên một mét vuông thôi à, đó là những cái vị trí đẹp à, thì cũng là một trong những cái điểm mà để cả nhà mình à, gọi là À, lưu ý và đầu tư ngay tại bây giờ pháp lý thì hiện tại thì đa số là đất nông nghiệp thì bao gồm cả hàng năm và cây lâu năm thì khi mà hết sổ thì mình sẽ đi gia hàng thì ngày hôm nay thì Phi cũng đi vừa đi lấy sổ và vừa đi gia hàng sổ cho khách à, cho nên mà hồ sơ thủ tục pháp lý thì bên uh, Phi sẽ hoàn tất lo hết cho cả nhà mình từ A tới Z từ bên mua bán chuyển nhượng cho tới khi thủ tục gia, gia hàng sổ cái điều mà mình cần ở đây là mình cần nhà đầu tư đi cùng với mình à, cho nên những cái video mà cả nhà mình thấy trên kênh của mình đó là sẽ thấy rất là thực tế à, hình ảnh đắt sau mình sẽ bán vậy tại vì cái vấn đề mà mình đầu tư tại bây giờ là à, đầu tư à, từ cái điểm khởi đầu gọi là mọi thứ nó vẫn còn là là rất là 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 on sơ cho nên là người đi đầu thì bao giờ cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhưng mà khi mà mà tầm khoảng từ 3 đến 5 năm nữa với một cái cơn phủ sóng hạ tầng và mọi cái điểm kích cầu thì cái lượng dân cư phủ sống và cái lượng phủ hồng ở những cái vị trí này rất là cao cho nên lúc này là cái thời điểm ngon nhất để cho mình gọi là gặt hái những quả ngọt à, thì xin chân thành cảm ơn cả nhà mình à, rất là nhiều đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh của phi à, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo à, đây là một khu vườn à, nằm ở tại khu farm dưới lưới hòa thánh có tên là tom tommy garden à, mời cả nhà mình tới tham quan à, những cái vị trí này ở trong khu farm ha à, xin chân thành cảm ơn bye bye hẹn gặp lại cả nhà